Hoa hồng trên ngực trái đã phát sóng đến tập 25 và trong thời gian đó các diễn viên vẫn tiếp tục quay. Phim ngày càng kịch tính với cấu truyện thế hệ liên quan đến cặp Thái Quân sau chia tay, đặc biệt chuyện Thái đang trả rét cho mọi sai lạc của mình khiến Hoa hồng trên ngực trái càng thu hút. Theo tiết lộ của Ngọc Quỳnh, diễn viên thủ vai Thái thì nhân vật này sẽ có một kết cục xứng đáng làm fan thỏa mãn. Trong lúc đó, clip giới thiệu dài một phút về các tập chưa phát sóng hé lộ thêm nhiều hình ảnh thế hệ về cấu truyện của bộ phim. Trong đó Thái cuối cùng phải tìm đến Khang Trọng Nhân, người em cùng phụ thân khác mẹ từng bị Thái sỉ nhục và căm ghét, để nhờ sự giúp sức về ngại tế, nhằm giật lại sự nghiệp bết bát. Hình ảnh được lan truyền thế hệ đây khiến fan đồn đoán có thể Khuê và Thái tái hợp. Biệt đáng để ý nhất là cuộc gặp gỡ giữa Thái và ba mẹ con Khuê. Thái đưa tiền nuôi con cho hậu phi cũ như đúng lời hứa lúc ly hôn, dù tán gia bại sản nhưng Thái vẫn xong xuôi nhiệm vụ đóng góp tiền nuôi bé nhỏ muôn. Cùng cảnh cuộc đoàn viên của gia đình Khuê trong clip giới thiệu thế hệ của những ngày qua, ảnh Thái và Khuê chụp hình trong một tiệm ảnh cưới cũng khiến nhiều fan đồn đoán về cái kết. Chưa kể trước đó cảnh Thái hạnh phúc chơi đùa với hai con trước mặt Bảo và Khuê khiến nhiều người nghĩ tới khả năng Khuê bỏ Bảo để về với Thái là có. Tuy nhiên, theo nguồn tin của Vietnamnet thì đến thời điểm này vẫn chưa có kịch phiên bản tập cuối Hoa hồng trên ngực trái. Thêm vào đó, như chia sẻ của diễn viên Hồng Diễm với Vietnamnet cách đây không lâu thì hiện cô vẫn chưa quay cái kết của phim. Trước đó hình ảnh Khuê đi theo Thái bỏ lại Bảo khiến nhiều người càng hoang mang về cái kết. Nữ diễn viên vào vai Khuê chia sẻ, mọi người cứ đăng ảnh và suy luận thế thôi chứ giờ này chúng tôi còn chưa biết kết phim ra sao. Tôi cũng thích cái kết Khuê sẽ không trở về với Thái. Bởi vì khi chia tay cô ấy đã nói sẽ không bao giờ trở về với Thái cho dù có chuyện gì đi chăng nữa. Cô ấy đã nhẫn nhịn đến đường cùng rồi mà anh ấy vẫn quyết đẩy đi thì sau này không thể quay lại được nữa. Đa số khán giả đều không ủng hộ Thái về với Khuê và cho rằng Thái cần phải trả rét. Người xem ủng hộ Khuê sẽ có một cái kết đẹp với Bảo bởi hai người đẹp đôi và đều là những người nếm trải quá nhiều sự phản bội. Đoạn kết của Hoa hồng trên ngực trái, Thái hối lỗi muốn trở lại bên Khuê.